close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Cảm ơn các nhà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại video của Pháp nha. Hôm nay thì mấy anh em Pháp đang chạy biển tại cái điểm Tàu Dứ cả nhà. Điểm này thì từ bến ghi đậu quê hương Pháp chạy ra đây tầm khoảng 5 hải lý thôi. Tàu Dứ là nằm ở lại trên gò rồi, nằm trên gò đây rồi. Nước khoảng tầm 8 sải tây thôi. Còn dưới Tàu Dưới thì dưới gò tầm khoảng 10 sải 11 sải nha cả nhà. Đó. Kia Pháp cũng đã neo rồi. Phía trong đây thì có ghi của bạn Mỹ người lặn biển Chí Công nữa, có 3 chiếc thả. Ghi Pháp, ghi bạn Mỹ và ghi nhà một chiếc kia nữa, cũng ở quê hương Pháp. Nhìn nhỏ lắm. Thì cái điểm Tàu Dứ này có những con hải sản gì thì Pháp cũng chưa có biết được. Pháp cũng đang rất là tò mò để xem thử cái điểm Tàu Dứ này có những loại hải sản gì. Giờ Pháp mời cả nhà, cô chú, anh chị và các bạn theo dõi hết video của Pháp nha. Giờ này là anh em đang chuẩn bị đeo đai chì để nhảy lặn. Này đi có 8 anh em thôi. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Thảo, thành viên mới đi ghi Pháp. Chào cả nhà luôn. Đây là anh Điền. Đó. Anh Thảo Sita. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Pháp trở lại điểm Tàu Dứ luôn cả nhà. Thì cũng đã lâu rồi ghi Pháp mới là ra điểm Tàu Dứ này thả. Hy vọng hôm nay thì mấy anh em Pháp bội thu được nhiều hải sản. Nước ngoài này thì chắc là trong luôn. Đa số là ngoài này không bao giờ nước mờ đâu cả nhà. Ngoài này Pháp không hiểu sao mà nước rất là trong, trong xanh luôn á cả nhà. Mùa này thì nó cũng hơi hoàng hoàng chút xíu thôi. Ký hiệu của Pháp là Pháp gặp được 2 con sò mai. Đây. Đó, 2 con sò mai đó cả nhà. Pháp nghĩ là sò mai này chỉ vào loại 2 thôi. Giá sò mai loại 2 thì nó tiền khác, loại 1 thì giá tiền khác. Nó trên là cũng tầm khoảng mười mấy 20 ngàn một ký thôi. Đó, một con sò mai nữa đó cả nhà.
Pháp gặp thêm một con sò mai thứ tư nữa. Mới nhảy thì mà có sò mai lai rai, thì nói chung sò mai thì nó không có được nhiều tiền cho lắm đâu cả nhà. Đó, một con sò mai nữa đó. Wow, Pháp nhìn thấy được một con ốc tỏi kế bên luôn. Ốc tỏi thì đang hạ giá lằng lằng rồi cả nhà. Pháp thêm được một con sò mai nữa luôn. Ngoài điểm tàu thì có chỗ sò mai khá là nhiều luôn. Wow, Pháp tiếp tục bắt thêm một con sò mai nữa. Đây, hai con luôn. Đó. Nói chung sò mai thì nó rất là nhẹ ký, với lại nó dễ tiền nữa. Đó, thêm một con nữa đó. Pháp gặp được một con ốc tỏi. Ốc tỏi này thì ốc tỏi vỏ mỏng cả nhà. Tỏi vỏ mỏng thì giá nó cũng dễ lắm. Pháp tìm thấy được một con ốc tỏi nữa luôn. Một con ốc tỏi bông. Là một con ốc tỏi. Con này thì vỏ nó mỏng lắm cả nhà, nên Pháp để lại thôi. Với lại nhỏ như đây, cái dấu tích của nó nè, ốc tỏi đó cả nhà. Đó, một con ốc tỏi vàng. Pháp được thêm một con sò đi bay luôn. Một con hải quỳ thảm. Pháp gặp thêm một con ốc tỏi nữa. Đó. Phía trước của Pháp là một con ốc mỡ đá luôn. Loại ốc mỡ đá cái vỏ nó khá là dày luôn, nên với Pháp gọi là ốc mỡ đá. Pháp nhìn thấy được một con ốc mỡ nó đang bò đi này cả nhà. Đây là cái dấu tích của nó đó, là ốc mỡ đá luôn cả nhà. Thêm được một con ốc mỡ nữa. Đó. Ốc mỡ thì giá nó cũng tầm khoảng 6-70 ngàn một ký thôi. Một con điệp bay, sò điệp bay. Wow, Pháp thập tay Pháp mò Pháp được một con sò tu hài này cả nhà. Không biết con sò tu hài này có to hay không đây. Ngoài này thì hên thì bắt một con sò tu hài to. Wow, con đây to luôn. Con đây ít nhất phải 200 gram đó cả nhà. 5 con vào 1 ký thôi. Đó. Quá là đã. Hồi lúc giờ mới lại được một con sò tu hài to như thế này đó. Một con ốc mỡ đá nó đang bò này cả nhà. Đó. Hồi này đa số ốc mỡ đá nhiều lắm. Pháp gặp thêm một con sò mai nữa. Con mai này trong cái quỷ to nè. Pháp phải dùng hai tay mới là nhổ nó lên luôn. Một con mèo nước màu đen. Trông nó khá là đẹp luôn. Nhìn nó rất là rực rỡ. Đó. Con ốc tỏi nữa. Một con ốc tỏi bông đó. Loại này thì vỏ mỏng. Con này cũng to rồi. Phát thêm một con ốc tỏi nữa luôn. Một con sò đi bay nữa. Giá sò đi bay hiện tại cũng tầm đâu đó vào khoảng 6-70 ngàn một ký thôi. Có thêm một con ốc mỡ đá nữa.
tục là một con ốc tỏi vỏ mỏng. Pháp được một con cá ngừ đầu tiên luôn. Nhảy lặn hồi nãy giờ thì mới được một con cá ngừ thôi. Một con ốc mỡ đá nữa luôn. Trong có vẻ thì hải sản hôm nay hơi thưa nè. Cho nó vào vườn cá nhanh thôi. Pháp gặp thêm một con ốc mỡ đá. Pháp nghĩ thì ốc mỡ đá ăn không ngon bằng ốc mỡ thạch dừa, họ là ốc mỡ thường đâu cả nhà. Pháp thêm một con sò điệp bay nữa. Sò điệp bay thì ăn quanh năm luôn, nó không có ốp đâu. Pháp gặp một con cá ngừ nó đang trốn trong cây rêu đây. Nhìn chẳng thấy nó đâu luôn á cả nhà. Nó mà núp vào cái dơm hơi to thì chẳng thấy nó đâu luôn. Hiện tại thì cái điểm này sò với lại hải sản chưa lắm. Pháp cùng với mấy anh em đang măng chạy về để lên ghe đó cả nhà. Làm nãy giờ thì Pháp mới được hai con cá ngừ thôi. Pháp gặp thêm một con ốc tỏi nữa. Con ốc tỏi vỏ mỏng đó. Chắc giá ốc tỏi loại này thì cũng rẻ thôi, tầm cỡ 100 mấy chục ngàn một ký thôi cả nhà. Một con ốc tỏi vỏ dày, ốc tỏi vàng. Thì nó có nhiều loại ốc tỏi lắm nên nó giá tiền cũng khác nhau lắm. Có sai thì tầm cỡ 6-7 con một ký thì ốc tỏi đó là trên 200 mấy chục ngàn một ký đó. Còn đa số loại ốc tỏi như thế này thì giá nó cũng tầm khoảng 170 hoặc là 180, có khi xuống 100 giữ cũng có, cũng tùy theo hôm thôi. Chúc cha, tự ư một con sò lông lớn khá là to luôn. To chà bá luôn á. Đó. Lúc giờ Pháp mới gặp được một con sò lông lớn to như thế này. Quá là đã luôn. Pháp gặp thêm một con cá ngừ nữa. Được, Pháp được 3 con rồi. Ký hiệu của Pháp là thêm một con cá ngừ nữa luôn nè. Đó. Cá ngừ hồi này Pháp thấy là ít khi thấy cá ngừ mang bầu luôn. Cá ngừ loại này nó mới lớn thôi. Đó, Pháp được 4 con rồi. Pháp gặp được một con bạch tuộc, nó đang hút một con cua gì đó. Một con bạch tuộc đắt. Tháng này cũng chưa vào mùa bạch tuộc đâu cả nhà. Nên mấy anh em Pháp bắt quá là ít luôn. Đây, dấu hiệu của một con ốc muỗng đó. Ốc này không hiểu sao ở quê Pháp gọi là ốc muỗng nữa. Chắc là Pháp nghĩ hình thù của nó rất giống cái muỗng đó cả nhà. Đó, Pháp đang ra ký hiệu đó. Ốc này thì trên 100 ngàn một ký. Ăn cũng ngon lắm. Một con ốc mỡ thường. Con ốc mỡ thường thì nạc nó rất là nhiều luôn. Pháp thêm một con ốc tỏi bông nữa. Pháp gặp một con ghẹ gì, con ghẹ mặt trăng cả nhà. Và con này cũng khá là già rồi đó. Những con hào á và những cái con thơm á, nó đang đóng vào con ghẹ khá là nhiều luôn nên nó không thể nào mà chống cự lại Pháp được đó. Nhìn nó khá là tội luôn. Giờ Pháp sẽ giúp nó để lặt ngắt những cái con thơm đó ra để cho ảnh có thể di chuyển nhẹ nhàng hơn. Đó, Pháp đang cố gắng để bứt những cái con đó ra đó cả nhà. Không thì con này tầm khoảng Pháp nghĩ con này ghẹ này khá là già rồi. Đó,
nó không thể nào kháng cự lại Pháp luôn. Pháp đang cố gắng để nhổ mấy con đó ra, nó đóng hết mình hết bảy con ghị này luôn đó. Ghị như thế này thì ăn không có ngon đâu cả nhà, vì nó quá là già luôn. Pháp chỉ cố gắng để nhổ ra cho ảnh có thể di chuyển được nhiều hơn. Đó, đóng quá trời luôn. Có một con hào mà nó đóng ở dưới cái yếm của con ghị luôn. Pháp gỡ ra không có được luôn. Đó. Nó kịp. Kịp Pháp thấy không? Đó. Một con ghị ba chấm đó. Trong con vĩ thì ảnh cũng đã ổn đi nhiều rồi. Pháp sẽ để lại thôi. Con ghị này quá già luôn, thịt nó ăn không ngon đâu. Pháp gặp thêm một con ốc tỏi bông nữa. Loại ốc tỏi bông này thì giá nó dĩ hơn là ốc tỏi vàng. Pháp gặp một con sò mai. Con ốc mỡ nữa, ốc mỡ thường đó cả nhà. Loại ốc mỡ này thì thịt nó nhiều hơn con ốc mỡ đá. Con ốc mỡ nhiều thịt nhất là con ốc mỡ thạch dừa đó cả nhà, ốc mỡ tai heo đó. Pháp gặp thêm một con ốc tỏi vàng. Thì Pháp qua những video Pháp bắt có ốc tỏi thì Pháp cũng xin cân nhắc cả nhà là cả nhà có ăn ốc tỏi và chế biến ốc tỏi thì Pháp khuyên cả nhà hãy lấy cái bao tử của con ốc da và giữ cho sạch sẽ để ăn nha. Không giữ sạch sẽ với lại không lấy bao tử của nó ra ăn chắc là hôi mùi của nó luôn, với lại chắc là nguy hiểm lắm cả nhà. Pháp qua những video có ốc tỏi thì Pháp khuyên cả nhà, Pháp thường hay cân nhắc cả nhà lắm. Đó, có nhiều video Pháp coi trên YouTube thì có một số người đã ăn ốc tỏi để đã bị đi nhập viện rồi đó cả nhà. Đó, Pháp cũng xin cân nhắc kỹ lưỡng cho cả nhà biết thôi. Pháp gặp thêm một con ốc tỏi nữa luôn. Hiện tại là ốc tỏi vàng đó cả nhà. Bữa giờ thì hai hôm rồi ghi Pháp lặn khá là ít tiền luôn. Mỗi anh em kiếm 200-300 thôi. Con ốc tỏi nhỏ quá thì Pháp sẽ để lại. Pháp gặp thêm một con ốc khới. Pháp không hiểu sao thì ở quê Pháp gọi con ốc này là ốc khới luôn. Con ốc này thì Pháp cũng thích ăn lắm. Đó, Pháp phát hiện thêm một con ốc tỏi nữa. Đó, Pháp nhìn dấu tích của nó bò đi khá là nhiều luôn, những cái lỗ đó cả nhà. Đây là em nhí. Em nhí đang bắt một con cá đuối đó. Đó, ui, một con tôm tích sử nó đang tấn công Pháp nè cả nhà. Nó đang tấn công cái máy quay đó. Nó dùng hai cái càng của nó đang búng vào cái máy quay của Pháp đó. Nhìn nó khá là dữ ha. Con này thì cái càng của nó búng có thể tiết thịt đó cả nhà. Nhiều lúc Pháp bắt thì Pháp để cái móc vào nó búng nghe mà kêu kiên 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 luôn. Hai cái càng của nó rất là lợi hại. Pháp nghĩ đây là cái cách tấn công của nó rất giống con bọ ngựa trên bờ lắm cả nhà.
một con tôm tích vàng đó. Con này cũng nhỏ lắm, Pháp sẽ không bắt đâu. Pháp bắt được một con cá ngựa, nó đang trốn trong cây rêu đây. Hôm nay thì cá ngựa mới bắt được có 5 con thôi. Pháp gặp một con sò thái khá là to luôn. Con sò thái to chả bá lửa luôn á. Đó. Pháp gặp được một con ốc tỏi nữa luôn. Một con ốc tỏi bông. Thêm con ốc tỏi vàng nữa. Con này thì vỏ nó hơi mỏng lắm mà nó to rồi. Một con ốc mỡ đá. Pháp gặp thêm một con sò mai. Mai khá là cứng luôn. Tiếp tục là một con sò mai nữa luôn. Pháp nhìn tầm xa phía trước của Pháp có thêm một con sò mai nữa. Đó. Đây cả nhà, một con sò điệp bay đây. Sò điệp bay thì mình chỉ da, mình nướng mỡ hành ăn cũng ngon lắm. Với lại lấy còi của nó thì nấu cháo đồ ăn cũng bổ dưỡng lắm. Tiếp tục là một con sò mai loại 2. Pháp nhìn thấy một con bạch tuộc nó trốn trong cái rêu đây cả nhà. Một con bạch tuộc bóng đó. Pháp gặp được một con cá bò. Loại cá bò này thì nó không có to lớn nữa đâu cả nhà. Đây thêm một con cá bò nữa luôn. Đó, loại cá bò này thì mời tao cà nấu canh chua ăn ngon lắm. Đó, Pháp được 2 con rồi. Không biết cả nhà có nhận ra con bạch tuộc gì đây không? Đó, nó đang ở dưới cái hang đó. Cái hang to luôn. Đó, nó nằm đó. Con đây cũng to lắm. Con này tầm khoảng 300g đó. Loại này mà ba con thì vào gần 1kg thôi. Một con bạch tuộc Mỹ đó cả nhà. Thường thì nó hay nằm 2 con lắm. Pháp kiếm xem xung quanh thử có còn con nào nữa không. Loại bạch tuộc này thì giá tiền nó cao hơn bạch tuộc thường nha cả nhà. Pháp đang kiếm xung quanh xem thử còn con bạch tuộc thứ hai không. Con này to lắm cả nhà. Bạch tuộc đây mà hấp gừng thì ăn ngon lắm. Pháp thả ra luôn, nó không chịu chạy luôn. Hồi nãy nó chạy Pháp chụp lại, giờ Pháp thả ra luôn. Nhìn nó xì ra những cái tu của nó, 8 tu của nó khá là đẹp. Đó, Pháp rất thích cái cảnh này luôn. Nó không chịu xịt túi để bỏ chạy luôn đó. Con bạch tuộc đây thì nó đang diễn xuất cho cả nhà xem đó. Hiếm khi mới là thấy có bạch tuộc nó đang biểu diễn như thế này đây. Nhìn cái màu của nó cũng đẹp lắm. Diễn như vậy đủ rồi. Thôi giờ vào vợt thôi. Một con ốc mỡ đá. Đây cả nhà. Một con ốc mỡ đá, cái dấu tích của nó đó. Thường thì dấu tích của nó bò đi cũng khá là dài lắm, nên cứ lặn theo cái dấu tích bò của nó thì mình bắt được con ốc mỡ thôi. Đa số thì có con thì nó nằm mánh.
Pháp gặp con cá ngựa nó đang ở trong rêu đây. Đó, con cá ngựa đực. Tiếp tục là một con cá ngựa nữa luôn. Nó đang ở trong rêu luôn đó. Một con cá ngựa gai. Pháp ra dấu hiệu là quanh quẩn thì được hai con cá ngựa. Pháp gặp được một chỗ quà có hai con, có tới tận ba con ốc hương luôn. Đây cả nhà, một con nó đang chui xuống lại nằm mánh đây, còn một con nó đang bò đi đây, một con ở phía trước nữa. Có thể là ba con đó. Tháng này thì ốc hương nó đã hết làm ổ rồi, nó chỉ quanh quẩn đâu đó thì cũng được vài ba con được thôi. Quá là đã luôn. Thì ca thứ hai đây đã mắc khúc rồi, giờ phải đôn xuống lại ca thứ ba lặn thôi. Đây là anh Điền. Anh Điền là người cho Pháp những cái điểm trà đó cả nhà. Giờ vừa lên ăn cơm nghỉ ngơi rồi lặn ca thứ ba thôi. Quy trình của mấy anh em Pháp có thể lặn từ 3 ca cho tới 4 ca luôn cả nhà. Một ngày mà lặn 4 ca có nghĩa là một ngày đó lặn không có sò đó. Hiện tại thì Pháp đang nhảy lặn ca thứ ba đây. Pháp gặp được một con sò thái to. Tiếp tục là một con sò thái nữa. Pháp nhìn thấy một con bạch tuộc nó đang ở trong vỏ sò thái đây. Con sò thái to nữa luôn. Thêm một con sò thái nữa. Một con sò mai to. Đây, dấu tích của con sò thái đây. Pháp nhìn thấy thêm một con nữ luôn. Con này thì nó nổi lên nữ con rồi. Con thứ ba luôn đây. Một con ốc mỡ. Ốc mỡ thường đó. Phía trước thêm một con sò mai đây. Đó. Sò mai thì nó khá là cứng luôn. Pháp cũng đã bắt được nó rồi. Một con hải vì thảm. Pháp nhìn thấy một con bạch tuộc nó đang kéo cái con cua này vào trong cái vỏ ốc giấy đây. Nó đang hút có cái con cua đó đó. Thì đa số thì thức ăn của bạch tuộc là ghẹ, họ là cua, họ là những con cúm cúm đó cả nhà. Chúng hay ăn những con đó lắm. Ít khi thì Pháp thấy bạch tuộc ăn cá đồ lắm. Rồi nó bỏ chạy ra đây. Rồi nó chạy tuốt luôn rồi. Đó, nó đang chạy đó. Không biết nó có nằm lại không nữa.
Pháp nhìn thấy một con ốc tỏi to nữa luôn. Đó, con ốc tỏi khá là to. Đây, cả nhà nó chui xuống cái lỗ đây rồi. Chui há bưởi. Một con bạch tuộc bóng đó. Tạm dừng kết thúc tại đây nha. Pháp chào mừng cả nhà, cô chú, anh chị và các bạn đăng ký kênh và like, chia sẻ để ủng hộ Pháp.